bàn tay hằn bao vết thương. Ngày qua có biết bao sai lầm của đi đời ta, rồi ngày mai hòa chung với gió bao ngang trái có tìm lại những thứ rơi trá trong lòng. Cơn mê sẽ chiếm linh hồn ta, nhìn lại đi còn đó không đi. Tao nghe. Dạ, thằng số 14 trong mạng lưới của Hoàng Phát chắc đã bị phát hiện nên đã khai. Nó đặt bẫy mình đó anh. Vậy mình tính sao anh? Chặt một ngón tay của nó. Bất cứ kẻ nào phản bội Phượng Hoàng Lửa đều phải trả giá. Đó chính là quy định của thủ lĩnh. Cứ vậy mà làm. Dạ. Hoàng Phát. Chính Hoàng Phát, ba của thằng nhóc đó, đã thuê sát thủ
giết chết anh hai em. Nói dối. Anh hai chưa chết. Anh hai chỉ ngủ thôi. Anh chỉ ngủ thôi đúng không anh hai? Anh dậy đi. Anh hai. Em gái, nè, có sao không? Tỉnh lại đi em. Em gái à, em tỉnh rồi hả? Anh thấy em ngất xỉu giữa đường cho nên mới mang em vào đây. Anh à, em cứ nằm nghỉ đi, không cần ngồi dậy. Em cảm ơn anh nhiều. Bác sĩ nói do em nhịn đói nhiều ngày cho nên mới bị suy nhược cơ thể. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ mua chút đồ cho em để tẩm bổ, cho em mau chóng khỏe lại. Dạ, nhưng mà em không có tiền. Không sao hết, để anh lo cho nha. Ủa mà gia đình em đâu? Rồi ba má em đang ở đâu mà để em ra nông nổi này? Dạ, ba má của em với lại em trai của em bị mất trong tai nạn giao thông. Được rồi, không sao đâu, không sao hết đó. Anh sống chỉ có một mình, cho nên từ nay anh sẽ chăm sóc cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh. À, còn bây giờ em hãy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút nha. Dạ. Ha ha ha.
chăm sóc cho em mà. Anh nói là anh sẽ không bỏ em đi mà. Anh hai, anh hai, anh hai, anh tỉnh dậy đi. Anh hai ơi, tỉnh dậy đi anh hai. Anh hai ơi. Chú thật không ngờ đồng chí Dũng lại hy sinh một cách oan uổng như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây chú? Đành phải đợi khi chúng ta phá án thành công thì chú mới báo cáo với cấp trên phục hồi thân phận cho đồng chí Dũng được. Còn bây giờ chúng ta phải tiếp tục điều tra. Dạ. Qua sự việc này, chú càng thấy lo lắng cho con. Mọi việc con phải hết sức cẩn thận nha. Dạ, chú cứ yên tâm. Nhưng có một điều con cứ suy nghĩ mãi, là mọi thông tin và địa điểm giao dịch đều được giữ bí mật cho đến phút chót, thì làm sao kẻ thứ ba biết được mà ám sát đồng chí Dũng chứ? Con nghĩ xem, liệu trong hàng ngũ của Tứ Hổ có ai làm nội gián cho kẻ thứ ba không? Điều này không thể, vì mọi thông tin đều được giữ bí mật cho đến phút chót, kể cả dinh đen cũng không được biết. Vậy còn ai có thể biết được về địa điểm giao dịch chứ? Kẻ thứ ba phải biết được thông tin ít nhất là cùng thời điểm với chúng ta thì mới có thể ra tay kịp thôi. Con nghĩ là nội gián chính là người nằm trong hàng ngũ của chúng ta. Alo, tôi nghe. Ông Trùm gửi lời khen ngợi tới ông. Những thông tin mà ông cung cấp rất chính xác và kịp thời. Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông ấy. Tôi vốn là người rất coi trọng chữ tín. Ông đã nhận đủ tiền vào tài khoản rồi chứ? Cảm ơn ông, tôi đã nhận đủ. Tốt. Để đáp lại chữ tín của ông, chúng tôi cũng luôn chu đáo trong vấn đề tài chính. À, thông báo cho ông một tin. Ông Trùm vừa chỉ thị rằng sau khi Tứ Hổ tan rã, Phượng Hoàng Lửa sẽ cần tới ông trong một nhiệm vụ quan trọng khác. Đó là bảo vệ dòng ngoài cho Phượng Hoàng Lửa với một mức thù lao hậu hĩnh gấp trăm lần hiện tại. Hy vọng ông không từ chối. Với một người chu đáo như ông Trùm, chắc là tôi sẽ không thể nào từ chối. Ok, ông Trùm sẽ rất vui về điều này. Tôi tò mò một chút, kẻ tiếp theo mà Phượng Hoàng Lửa ra tay sẽ là Dinh Đen. Tôi vốn rất không ưa những kẻ tò mò. Tôi hiểu. Thôi, gặp lại ông sau.
Alo, em hả? Em và con về đến nhà ngoại chưa? À, vậy thì anh mới yên tâm. Em phải ráng ở đó chờ anh vài ngày. Khi nào an toàn, anh sẽ xuống rước hai mẹ con em. Vậy nha. Hai viên đạn bắn ra từ cùng một khẩu súng đã cướp đi hai thủ lĩnh của Tứ Hổ. Hai người mà tao yêu quý nhất, một là em trai tao, hai là đệ tử trung thành mà tao coi như là em ruột. Tên sát thủ đã không rời khỏi thành phố trong suốt thời gian qua. Suốt bấy lâu nay, hắn đã rình rập đâu đó để theo dõi chúng ta. Vậy mà tụi bay không tìm ra chúng. Huyết mạch cũ bị đứt, huyết mạch mới cũng không thông. Hàng tỷ đồng đặt cọc cho khách hàng cũng bị mất trắng. Nợ máu của chú ba vẫn chưa trả được. Giờ thì Tứ Hổ lại phải quấn thêm một vành khăn tang. Tụi bay thật là vô dụng mà. Dạ là lỗi của tụi em. Tụi em đáng chết. Tứ Hổ đang trong lúc giận nè, rất cần sự lãnh đạo của anh hai. Xin anh hai đừng quá giận mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Lần này thằng Vinh không biết tí gì về địa điểm giao dịch. Vậy thật ra thằng sát thủ đã lấy thông tin từ đâu? Đi tắt đón đầu.
Ý của anh là chúng biết trước những động thái của ta sao? Theo anh phỏng đoán là như vậy. Anh tự hỏi tại sao chúng lại ma quỷ tới mức nắm rõ toàn bộ danh sách các đầu nậu trong mạng lưới của chúng ta. Thứ mà ngoài anh và chú ra không ai được biết hết. Không phải là anh đang nghi ngờ em đó chứ? Tất nhiên, anh đâu có ngu mà nghĩ như vậy. Phản anh, chú cũng đâu có được lợi lộc gì. Nhưng có thể là các chân rết của chúng ta, thậm chí cả chú nữa, đang bị chúng theo dõi. Theo dõi các chân rết của ta, anh nghĩ là lực lượng của Phượng Hoàng Lửa đông tới mức như vậy sao? Tại sao không chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà chúng đã làm khuynh đảo thị trường ma túy, thì chắc chắn đó không thể là một tổ chức thuộc loại tép riêu được. Giờ thì việc nhử chúng lộ diện đã trở thành một việc bất khả thi rồi. Điều nguy hiểm nhất là chúng ta đang phải đối mặt với một bóng ma không rõ hình hài. Vậy kế hoạch bắt tay Tứ Hổ để đối phó Phượng Hoàng Lửa của anh cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Chú vẫn chưa nghe tin gì sao? Dạ chưa. Tin gì vậy anh? Đức thư sinh bị khử rồi. Một viên đạn xuyên thái dương. Rất có thể thằng hổ điên lại sẽ chĩa mũi dùi vào chúng ta. Đây không phải là sự thật. Không. 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 Anh Vũ. Không. Anh Vũ. Không, đây không phải là sự thật. Tỉnh lại đi anh Vũ. Không. Tỉnh lại anh Vũ. Anh Vũ ơi, anh Vũ bị gì nè? Không. Mày nhìn nó lại. Dạ. Không. Anh Vũ. Nhìn lên anh Dũng ơi. Không. Thank you.
xin chia buồn cùng ông. Khoan đã. Có chuyện gì? Đó không phải là chuyện của mày. Ngày mai anh hai tôi muốn mời anh tới một nơi để nói chuyện. Nếu như tôi không tới thì sao? Tùy anh thôi. Tôi chỉ là người truyền đạt. Dạ thưa chú, theo cáo phó thì Đức Thư Sinh bị chết trong một chuyến công tác ngoại tỉnh của ban lãnh đạo công ty vận tải Đại Thắng. Tuy nhiên, dựa vào thông tin cơ sở mà con và Hải thu thập được thì Đức Thư Sinh bị giết bởi một viên đạn ở tầm xa. Rất có thể đây chỉ là một chuyến công tác trá hình để tạo vỏ bọc cho một giao dịch mờ ám nào đó. Án chồng án, bốn mạng đã bị giết tính tới thời điểm này. Đó là chưa kể đến cái chết của lão Phạm. Chúng ta chưa biết mà có yếu tố hình sự hay không. Dạ thưa chú, rất có thể sát thủ giết chết Đức Thư Sinh cũng chính là tay súng bắn tỉa đã giết chết Hùng Đầu Bạc tại Dốc Kiền. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Cả Hùng Đầu Bạc và Đức Thư Sinh đều bị chết dưới tay một thế lực duy nhất, và sát thủ là một cô gái. Trước mắt chúng ta phải tìm bằng được tổ chức giấu mặt đã đối đầu với Tứ Hổ. Đó chính là đầu mối dẫn đến bí ẩn của các vụ án mạng. Nhất là phải tìm cho ra nữ sát thủ đã dùng súng bắn tỉa, một kẻ đặc biệt nguy hiểm. Dạ, theo những gì mà tụi con quan sát được tại đám tang của Đức Thư Sinh thì dường như mâu thuẫn với ông chủ tịch tập đoàn Mỹ Phẩm Hoàng Phát và Tứ Hổ đã trở nên căng thẳng hơn trước. Nhiều khả năng đang có một cuộc chiến ngầm giữa hai thế lực. Vào đi. Cảm ơn cậu. Dạ thưa chú, theo nguồn tin khai thác được từ cơ sở thì Hoàng Phát làm ăn có vẻ lương thiện, được mệnh danh là Mạnh Thường Quân đầu đàn. Vợ chồng ông ta thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện lớn. Vợ ông ta là Nguyễn Mỹ Lệ, hiện đang quản lý một trang trại hoa và rau sạch.
hàng ngày chỉ ra trang trại tới tối mới về. Công việc buôn bán cũng không có gì bất thường. Trang trại qua đó tên là gì? Là trang trại Mỹ Lệ. Bà ta lấy luôn tên của mình để đặt tên cho trang trại. Đây chính là trang trại mà Kiều Lan đang làm quản lý. Cậu biết trang trại đó à? À, tôi có người bạn làm việc tại đó. Vậy còn tại phó giám đốc Phạm Cường, cậu đã tìm hiểu được gì về con người này chưa? Thưa chú, qua vài ngày theo dõi, con thấy gã đàn ông này có hành tung khá là mờ ám. Anh ta thường có những cuộc gặp gỡ với những đối tượng bí ẩn thuộc tầng lớp giang hồ. Nhiều khả năng Phạm Cường hay thậm chí cả Hoàng Phát là những kẻ cầm đầu một tổ chức ngầm mà cơ sở không hề biết. Nếu đúng như vậy, thì rất có thể tổ chức này là thế lực đã đối đầu với Tứ Hổ. Quân, con tìm cách thâm nhập vào công ty Hoàng Phát để tìm hiểu thực chất về những hoạt động của tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng này. Dạ. Chị, uống nước cam đi chị. Chị đừng lo lắng quá, mắt công lại đổ bệnh đó. Không lo lắng làm sao được. Thằng Vũ nó đã đi cả tuần nay rồi mà không có tin tức gì cả. Suốt từ hôm đó tới giờ, có ngày nào mà chị chợp mắt được quá một tiếng đâu. Sao rồi? Dạ, em theo chân con nhỏ đó từ nghĩa trang, nhưng mà vô trong thành phố thì bị nó cắt đuôi rồi chị. Đồ ăn hại. Không lo làm việc đi, còn đứng đó nữa. Dạ, em xin phép. Vậy bọn thám tử có tin tức gì chưa? Dạ chưa. Còn Trình đó, nó công khai tới dự đám tang của anh trai nó. Vậy mà không hiểu sao cả người của mình và bọn thám tử đều để nó sống mất là sao. Đúng là một lũ vô dụng mà. Chị à, hay là tình hình này chúng ta báo công an đi chị. Alo, anh nghe đây. Anh đi chưa? Chưa. Anh tính ghé công ty có chút chuyện rồi mới đi. Anh tới đó một mình rất nguy hiểm. Để em cử về thằng bảo vệ anh. Khỏi cần. Vô hang ổ muốn trở ra an toàn thì phải đi một mình. Đem theo người chỉ làm cho chúng điên tiết hơn thôi. Ừ. Anh nhớ phải cẩn thận đó. Chú cứ yên tâm đi. Anh biết phải đối phó với chúng như thế nào mà. Ừ. Anh à,
Cho tới giờ phút này vẫn chưa có tin tức gì của thằng Vũ. Em nghĩ là có lẽ em sẽ phải nhờ đến cơ quan cảnh sát. Em biết là việc này sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh, nhưng mà thật sự là chúng ta không còn cách nào khác. Hay là anh tạm gác công việc lại đi, rồi trực tiếp điều người đi tìm thằng Vũ. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh còn nhiều chuyện ở công ty lắm. Em muốn làm gì làm. Giơ tay lên. Cuộc đời tôi như muốn neo đi, gặp gánh gian khó, đôi bàn chân không ngừng. Hành trang trên vai là một chút niềm tin về tình yêu, về nỗi lòng người mang đến trong cuộc đời. Xin hãy cho ánh mắt em còn, còn tình yêu và một mai sẽ đi cùng nhau. Ta dạo